Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể anh chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hiện tại thì Thiên Định đang có mặt tại ngay đây là tòa nhà Techno Park của Vinhomotion Park Gia Lâm. Bên phải của chúng ta là có trường quốc tế này, trường JD Way. Trường này thì hoàn thiện sắp xong rồi, chuẩn bị sắp tới là sẽ đi vào hoạt động và khai giảng rồi. Thiên Định thì đang ở đây thì đang đi bên khu cao tầng. Thiên Định chia sẻ một xíu về hôm nay cũng là cuối tuần chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024. Thiên Định cũng muốn chia sẻ một xíu về thị trường cũng như là một số các cái thông tin về dự án để cập nhật cho chúng ta được biết nha. Cao tầng thì phân khu cao tầng thì Thiên Định chia sẻ luôn là đợt này thì giá của phân khu cao tầng cũng giao dịch rất là nhiều và giá cũng tăng lên. Đấy. Chủ nhà có những chủ nhà là thay đổi giá rồi lật kèo không bán. Thiên Định không bán đâu, nhưng mà tại vì các bạn của Thiên Định làm cao tầng thì cũng nhiều, anh em nói chuyện thì cũng biết được rằng là cao tầng đợt này cũng mua bán rất là sôi động, tại vì cái tầm tài chính của khu cao tầng thì nó vừa phải, kể cả sale cũng có thể ôm được, căn nào mà hợp lý mà giá hợp lý là sale có thể ôm lướt được, kiểu như lệch nhau 100-200 là có thể lướt được ngay. Khu cao tầng này thì là bây giờ kiểu như là 1-2 tuần, 3-4 tuần là có thể lệch nhau tầm 50-100 hay 200-300 là cũng gọi là tăng rất là nhiều, cho nên là mua bán nó rất là sôi động. Như đợt này là đang ra cái khu gọi là BE, cái khu cao tầng tại Vinhomotion Park Gia Lâm thì giá cũng rất là cao, giá của nó giá ba ngũ mà đã rơi tầm khoảng 6 đến 7 tỷ rồi. Đấy. Giá gọi là phải nói là rất cao rồi chị nhá. Còn hai ngũ đã là tổng khoảng 4 tỷ rưỡi rồi. Đấy, 4 tỷ rưỡi 5 tỷ. Còn căn 3 ngủ và tầm 6 tỷ rưỡi 7 tỷ. Giá phải nói là cao tầng bằng bằng một cái căn thấp tầng tại Vinhomotion Park 2 anh chị ạ. Đấy. Còn đối với chung cư tại Sapphire này thì bây giờ ở cái mức 2 phòng ngủ đã rơi tầm khoảng 2 tỷ rưỡi 2 tỷ 6 rồi. Giá tăng rất là nhiều. Nói chung là thực ra Thiên Định phải chia sẻ luôn là tại vì bây giờ cái số lượng căn mà những cái căn mà rẻ mà vừa tiền cũng không còn nhiều. Đấy, chung cư bây giờ kể cả ở bên gọi là Gia Lâm của chúng ta đây, đúng không ạ? Thực ra bây giờ nội thành bây giờ đã là 100 triệu rồi, 80-90 triệu, 100 triệu rồi. Thì Vinhomotion Park Gia Lâm với đầy đủ những cái tiện ích như này mà giá bây giờ hiện tại loanh quanh tầm khoảng 60 triệu là cũng là hầu như là chúng ta cũng có thể là nó cũng cũng hiểu được một tại sao nó lại giá lại cao như vậy. Và sắp tới là Vinhomotion Park 2 ra chung cư thì đang xác định là giá cũng sẽ rơi đâu đó tầm khoảng là từ 65 70 đến 75 80 triệu. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là bây giờ chung cư giá rất là cao. Bằng một căn gọi là chung cư chúng ta có thể mua được một căn liền kề với diện tích từ tầm khoảng 56 đến 62 63 mét rồi. Đúng không ạ? Cho nên là thực ra Thiên Định đang thấy được rằng là bây giờ liền kề tại Ocean Park 2, 3 đang cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể mua. Bây giờ tầm tài chính cũng chỉ bỏ ra đâu đó tầm khoảng từ 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ là chúng ta đã mua được cho mình một căn liền kề rồi. Đấy. Và được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất ngân hàng. Như hai ngày hôm nay, hôm qua thứ bảy, hôm nay chủ nhật là Thiên Định dẫn khách rất nhiều luôn. Thì định dẫn khách còn không có thời gian quay cho chúng ta gọi là quay video chia sẻ, tại vì thực ra là cũng mệt. Hai ngày hôm nay là dẫn khách nhiều mà thời tiết nó nồng, nó nóng, nó mệt lắm một chuyện thật sự luôn. Mình gọi là đi dẫn khách mà ra ngoài trời thời tiết thì nắng nóng, dẫn khách gọi là cảm giác nó đấy, có khách đi xem đã rất là vui rồi, nhưng mà tại vì nó nắng nóng quá, nắng nóng quá đi xem gọi là coi như là mỗi lần là Thiên Định vẫn có thể là đi xem xong là Thiên Định vẫn có thể là quay video chia sẻ không gian cảnh quan cho anh chị xem đấy, nhưng mà là nó mệt quá là về. Như hai ngày hôm nay là chiều ngày chủ nhật này thì là bây giờ là Thiên Định vừa mới dẫn khách xong đấy,
vừa dẫn khách xong Ocean Park 1, tại vì sáng là Thiên Định dẫn khách Ocean Park 2, đấy, chiều về dẫn khách Ocean Park 1. Cho nên là nói chung là thường thường là thứ bảy chủ nhật nó sẽ bận hơn so với những cái ngày đầu tuần. Đấy, thứ bảy chủ nhật thì khách đi xem nhiều hơn. Còn thị trường tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm thì thấp tầng thì Thiên Định chia sẻ luôn, như tuần vừa rồi thì giao dịch cũng không nhiều. Giao dịch đâu đó tuần vừa rồi thì cũng giao dịch được đâu tầm khoảng 4 căn cô chị ạ, 4 căn cả thấp cả liền kề bên trong Ngọc Trai, à cả biệt thự bên trong Ngọc Trai lẫn liền kề bên khu vực sao biển này. Rồi Hải Âu này, Hải Âu cũng đã có giao dịch, thực ra là Thiên Định chia sẻ luôn, Hải Âu bây giờ Hải Âu 3 đang là rẻ quá rồi, mà Thiên Định đang thấy được rằng là không biết tại sao mà Hải Âu 3 nó lại giá nó lại bị chững lâu mà nó lại thanh khoản kém như vậy luôn đấy. Tất cả mà Thiên Định đã chia sẻ rồi, gọi là về cái việc gọi là cơi nới được diện tích rồi, đúng không ạ, giá đang cực kỳ hợp lý rồi, mà bây giờ phải nói là Hải Âu 3 đang là cái phân khúc mà giá đang cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể đầu tư. Hết thời gian này thì chắc chắn cơ hội để mua với cái mức loanh quanh tầm khoảng từ 23 đến 24 tỷ sẽ không còn nhiều hàng đâu anh chị ạ. Đấy. Cho nên là thời điểm này đang là cái thời điểm rất tốt để chúng ta mua, đừng chần chờ đâu anh chị ạ. Thời điểm này là Thiên Định chia sẻ luôn. Thị trường của Vinhome Ocean Park Gia Lâm nói chung là đợt này đang dễ mua hơn so với đợt trước. Đợt trước thì khách hàng mua tương đối nhiều, nhờ đợt này tại vì là nó có thông tin cổ loa này, rồi mọi người cũng so sánh Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 chính sách đang tốt này. Đấy. Cho nên gọi là mọi người cũng gọi là thực ra là cái gọi là cái tầm khách hàng bây giờ là những ai mà đang cầm tiền thời điểm này thì cái kiểu như là đang quá là thận trọng rồi, đúng không ạ? Những người nào mua thì đã mua rồi, còn thời điểm này ai mà đang cầm tiền thì người ta đã cực kỳ thận trọng rồi. Đấy, cho nên là để mà xuống tiền thì thực ra như tiền thời điểm vừa rồi đây là Thiên Định dẫn cũng tương đối nhiều khách, nhưng mà cái số lượng mà khách mà để chốt được thì nó cũng không nhiều cô chị nhá. Đấy, dẫn rất nhiều khách đấy nhưng mà số lượng chốt cũng không nhiều, kiểu như là không nhiều khách chốt như thời điểm trước thì khách xuống tiền rất là nhanh. Nhưng Thiên Định lại chia sẻ luôn là đúng là những cái thời điểm mà Thiên Định thấy nó phù hợp để vào tiền thì mọi người lại không vào, mà cái thời điểm mà mọi người đang nhao nhao vào thì gọi là thị trường nó chưa phải là tốt mà giá chưa phải là hợp lý thì mọi người lại lao vào, mà lại vào rất nhiều. Cũng giống như đúng là cái kiểu như là cứ thấy mọi người vào ấy, sau đấy có một căn bán cho mọi người cứ đăng nào là giao dịch rồi chụp ảnh thế này thế kia, cọc cạch thế này thế kia, nó làm cho theo cái kiểu như sóng, kiểu như sau đấy là mọi người lao vào mua. Nhưng mà thực ra là đôi khi có những cái thời điểm chừng thì chúng ta mới nên mua, lúc đấy chúng ta có thể mua được những cái căn gọi là giá hợp lý. Đấy, chẳng cần hợp lý hơn nhiều, nó chỉ loanh quanh đâu đó hợp lý hơn 500 một tỷ là đã thấy cực kỳ ok rồi, đúng không ạ? Với thị trường này chúng ta không phải mua trên cao, không phải mua với cái kiểu như tâm thế là mua bằng được, mà mua theo cái kiểu được phép đàm phán với cái mức giá hợp lý, thì thời điểm này đang thời điểm rất tốt và có những căn mà chủ nhà đang cực kỳ thiện chí muốn bán, cho nên thời điểm này là thời điểm rất hợp lý để chúng ta mua vào chị nhá. Đấy, còn để mà cái lúc mà mọi người đổ xô vào mua mà chúng ta lại cũng lao theo thì cái đấy là phương án nó không hợp lý, nó không khả thi, và khi đó chúng ta bị động mua. Thứ nhất, đôi khi mua những cái sản phẩm nó vị trí không được đẹp mà đôi khi giá lại cũng không được tốt nữa, đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm này Thiên Định đang có những cái căn vị trí rất đẹp mà giá lại rẻ hơn, hợp lý hơn so với những cái thời gian trước. Đấy, cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể là mua nha chị nhá. Còn nói chung là nhìn về tương lai thì Thiên Định đang thấy được rằng là những sản phẩm thấp tầng rất là tiềm năng. Đấy, những sản phẩm thấp tầng phải nói là cực kỳ tiềm năng. Để mà chúng ta mua được những sản phẩm trong thời gian này thì là chúng ta coi như cầm chắc rồi. Không, nó giá nó sẽ không xuống được nữa đâu. Mà với một cái thị trường như này thì bây giờ cái tính khan hiếm nó càng ngày nó càng cao, đúng không ạ? Tính khan hiếm nó cao thì chắc chắn một điều rằng là cái nhu cầu của chúng ta thì bây giờ chúng ta biết rồi, đối với những cái sản phẩm thấp tầng, những cái căn mà hợp lý ra là bán rất nhanh, cái thời điểm bán rất nhanh. Như thời điểm này có những căn mà bạn chủ nhà đang cực kỳ tiện chi muốn bán mà lại bán vẫn chưa được. Thiên Định đang có những căn cực kỳ hợp lý mà lại bán rất là khó. Đấy, như ví dụ như ở kể cả ở Ngọc Trai cũng vậy, Ngọc Trai đợt này cũng có một số căn
kể cả đơn lập lẫn song lập đang có những cái mức giá cũng tương đối hợp lý, hay là liền kề Sao Biển 23, hay là liền kề Hải Âu 2, hay là Hải Âu 3. Đấy, có những căn phải nói là cực kỳ hợp lý luôn trong thời gian này các chị ạ. Đấy. Nhưng mà thị trường vẫn đang chậm. Đấy. Còn đối với Hải Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì cũng chính vì vừa rồi có cái chính sách của chủ đầu tư chiết khấu hỗ trợ về ở sớm, cho nên là giao dịch tương đối nhiều. Phải nói là giao dịch Ocean Park 2, Ocean Park 3 giao dịch tương đối nhiều, và cái lượng khách quan tâm nó cũng nhiều hơn rất là nhiều các chị ạ. Tại vì nó tầm tiền vừa phải. Ai chúng ta có tầm khoảng 3 4 tỷ là chúng ta đã có thể quan tâm được rồi. Đấy, xác định 3 4 tỷ là chúng ta có thể là quan tâm Ocean Park 3, Ocean Park 2 với những cái căn liền kề tầm từ 5 6 đến hơn 60 đến 70 mét được rồi. Cho nên là cái tâm thế của những người mua ở dưới Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 nó nhẹ nhàng hơn Ocean Park 1. Ocean Park 1 thì là chúng ta mà cứ tiền dòng tiền mà mua được Ocean Park 1 thì vẫn là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định đánh giá là nó an toàn. Đấy, và nó sinh lời ngay, sinh lời nhanh các chị nhá. Bây giờ Thiên Định sẽ lượn ra cái khu thấp tầng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là bây giờ khu đô thị của chúng ta nó quá là đông đúc rồi. Người đi bộ, đi xe ô tô, xe máy, tất cả các phân khu hầu như bây giờ gọi là trở thành một cái gọi là cái thành phố rất là nhộn nhịp rồi. Đúng không ạ? Bây giờ nó chả khác gì Smart City. Bây giờ bên này có khi còn đông, gọi là ngày xưa mọi người cứ bảo là bên Smart City nó trung tâm hơn, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có thể thấy được là Vinhome Ocean Park Gia Lâm bây giờ nó cũng gọi là cư dân về cũng đông không kém đâu chị ạ. Đấy, thấp tầng bây giờ gọi là mà Thiên Định thấy được rằng là những người nhiều tiền nha chị nhá. Như đợt vừa rồi là tại vì bên phía Tây nó mưa xong nó ngập kinh quá. Đấy, trải qua 2 ngày mưa mà bên phía Tây, khu vực phía Tây Hà Nội nó ngập khủng khiếp luôn. Đến bây giờ những người có tiền mà những người gọi là người ta tầm tài chính người ta ở cả 100 tỷ mà người ta ngập như thế là người ta đã không thích rồi. Cho nên là Thiên Định nghĩ rằng là cái xu thế từ phía Tây chuyển sang phía Đông khả năng sẽ có những cái khách hàng người ta cân nhắc đấy. Tại vì bây giờ đấy, phía Đông gọi là đường xá thông thoáng, mưa gọi là mưa cả 2 hôm nhưng mà chẳng bị ngập tí nào luôn, rất là thoáng và rất là đẹp luôn. Đây buổi chiều đây mọi người, đây chúng ta có thể nhìn thấy này, bên trái là bãi biển này, mọi người ra bãi biển thoải mái luôn đấy. Đường bao quanh hồ thì có đường chạy bộ này, đấy, đi bộ này, chạy bộ này, rất là thích luôn. Buổi chiều cảm giác như gọi là khu đô thị, như hôm nay là ngày chủ nhật thì nó cũng sẽ đông hơn so với mọi 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 hôm đấy, cứ thứ bảy chủ nhật thì sẽ đông hơn. Chúng ta có thể thấy được rằng là mọi người gọi là đi bộ, đi thể dục thể thao đấy, nó đông vui lắm đấy. Nó không vắng vẻ nữa rồi. Sang bên đây cái khu đô thị nhìn chúng ta có thể thấy là cái sức sống của nó càng gọi là càng ngày chúng ta càng thấy cái sự thay đổi. Tại vì cư dân bây giờ về ở rất là đông. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy đấy, như gọi là những cái khu chung cư mới thì cũng đang được bàn giao này. Mọi người về ở cũng đông hơn này. Đấy. Thì thực ra là đối với những cái sản phẩm mà bây giờ chúng ta mà mua thì Thiên Định thấy được rằng là chắc chắn một điều rằng là cái tầm tài chính bỏ vào đây mà để có thể là được làm cư dân thấp tầng tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Thiên Định là không nói đến thương mại dịch vụ, nhưng mà những cái dòng sản phẩm lâu dài thì nó phải ít nhất về tầm khoảng từ 13 tỷ thì chúng ta mới sở hữu được các chị nhá. Còn đối với những cái sản phẩm mà thương mại dịch vụ thì đợt này cũng có rất nhiều căn đang bán. Chủ nhà cũng đang rất thiện chí muốn bán các chị ạ. Chủ nhà đang rất thiện chí muốn bán, chúng ta mua bán thì mua bán vi bằng. Hiện tại thì chủ đầu tư chưa xác nhận, thì chúng ta có thể mua bán vi bằng. Thì Thiên Định cũng còn đang có rất nhiều căn thương mại dịch vụ mà chủ đầu tư đang muốn bán, gọi là bán cắt lỗ nha chị nhá. Thương mại dịch vụ thì là 50 năm thì chủ đầu tư đang bán, gọi là bán cắt lỗ. Tại vì đấy, nó có một số các cái vấn đề thì vẫn đang trong cái thời gian gọi là chủ đầu tư chưa có cái gọi là hướng xử lý về cái việc sổ 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 đỏ đấy, ra, nhưng mà đang có cái sự gọi là đấu tranh gọi là của cư dân. Thực ra Thiên Định không muốn nói nhiều về vấn đề này đâu, tại vì thực ra là cũng cả năm nay rồi đúng không ạ. Nhưng mà thực ra Thiên Định thấy được rằng là với cái tầm tiền vừa phải, vừa ở thấp tầng, diện tích xây dựng vừa phải mà lại vẫn được sử dụng tất cả những cái tiện ích như những cái khu thấp tầng khác đúng không ạ,
Thì Thiên định nghĩ rằng nếu như chúng ta mua để dùng, mua để ở hoặc mua kinh doanh đấy, không phải là đầu tư, thì nó cũng là một cái phương án, tại vì giá không rẻ. Thôi chúng ta cứ đi buổi chiều chủ nhật thì chúng ta đi, vừa đi thì định vừa quay cho anh chị chúng ta ngắm cảnh khu đô thị, ngắm cảnh đường xá, rồi mọi người đi bộ. Đấy. Cơ bản thì gọi là, thực ra là buổi chiều chiều thì định cứ tí nữa thì định, nếu như không có khách là thì định sẽ về đạp xe đấy, sau đấy đi bơi đấy. Còn hôm nay tại vì gọi là chủ nhật cho nên là khả năng có thể là tí nữa lại cũng có khách xem, tại vì đang có khách hẹn sang nhưng mà lại chưa chắc chắn là có sang được không. Chứ còn là thiện là cứ không có khách là tầm khoảng chiều là cứ tầm khoảng 6 giờ là thì định đạp xe, sau đó đi bơi, đạp một vòng xong đi bơi. Ở Hải Âu 1 này thì bây giờ giá của nó rẻ nhất là 65 tỷ. Còn một số căn đang từ gọi là từ 80, 81, 82 đến 85, 95, 100. Đấy, tùy vị trí căn nha chị nhá. Hải Âu 1 đây là những cái sản phẩm gọi là đơn lập, shop house VIP nhất tại Vinomotion Park Gia Lâm. Ngoài ra chúng ta có Ngọc Trai 1 là những cái căn để ở bên trong đảo Ngọc Trai, view trực diện mặt hồ. Thì bây giờ cũng đang loanh quanh tầm khoảng 130 đến 140 tỷ. Ở đây là quảng trường Cá Voi này, những cái vị trí mà giáp với quảng trường này chị nhá, giá rất là cao đấy. Giáp những quảng trường này gọi là giá bây giờ gọi là phải rơi tầm khoảng từ 95 đến 100 tỷ, như một số căn đã giao dịch ở mức gọi là 95 tỷ rồi. Đây, quảng trường này là quảng trường Cá Voi này, hôm nay chủ nhật là rất là đông, mọi người vào quảng trường chơi rất là đông không chị ạ. Thiên định đợt này là Thiên định vẫn chưa chạy bộ được, chạy nhưng mà nếu như chạy cũng chỉ chạy được tầm khoảng 2 km, vẫn chưa chạy được. Đây, như đây là đội chạy bộ này, Vinomotion Park Runner này. Đấy. Trước là nếu như là trước đây là Thiên định chạy bộ này, cứ tầm khoảng từ 5 rưỡi chiều đến 6 giờ là sẽ chạy bộ, nhưng mà đợt này thì hầu như là chạy vẫn 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 gọi là chưa chạy được, định chuyển sang đạp xe và bơi. Thực ra là rất là may mắn khi được làm việc cũng như là sinh sống ở một cái khu đô thị Vinomotion Park Gia Lâm. Với chúng ta có thể thấy được rằng là không gian cảnh quan, nói thôi chúng ta lượn quanh một buổi chiều mà chúng ta đi dạo bộ hay là chạy bộ quanh những cái khu đô thị mà nó với không gian cảnh quan như thế này thì quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đấy, đây có đường dạo bộ, chúng ta nhìn nó, đường đi bộ chạy bộ ở giáp bên bên trái của chúng ta đây, chúng ta thấy không ạ? Chạy ngoài đường còn sợ xe cộ nhưng mà chạy đây thì rất là tiện luôn, chạy giáp với mặt hồ, giáp với bên trong gọi là mặt hồ thì nó không không bị xe cộ gì cả, có đường bao quanh luôn, rất là thích. Sống trong một môi trường sống như này thì quá là lý tưởng rồi đúng không ạ? Chạy bộ một vòng xong chúng ta về, chúng ta đi bơi này, không bơi thì chúng ta ví dụ như là không chạy bộ chúng ta có thể đạp xe này đấy, về đi bơi. Còn giá cả thì nói chung là Thiên Định cũng chia sẻ từng ngày từng video rồi. Còn chúng ta mà muốn cập nhật thông tin về giá cả khu nào hay là sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại Zalo là 0933 313 931 của chị nhá. Đấy. Thiên Định thì lúc nào cũng ở dự án rồi. Không ở Ocean Park 1 thì Ocean Park 2, mà không sợ không ở Ocean Park 2 thì Ocean Park 3. Đấy, nó chỉ có chạy quanh mấy dự án này thôi. Ngày nào Thiên Định cũng ở đây cả, cho nên là của chúng ta là tới dự án thì cứ alo cho Thiên Định trước 10 phút là có mặt ngay. Đấy. Còn ví dụ như mà xuống mà Thiên Định vợ đang ở dự án Ocean Park 1 thì gọi phát có khi là Thiên Định đang đây luôn, tại vì có khi đang đang dẫn khách hoặc là đang ngồi cà phê với anh em. Bình thường là những cái ngày trong tuần thì là tầm tầm thứ hai thứ ba thì nó sẽ ít khách hơn, toàn ngồi gọi là anh em ngồi
cà phê hoặc là Thiên Định có thể đi quay chụp. Đấy, còn bình thường thì lại những ngày thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ đông khách hơn, sẽ bận hơn. Nói chung là giá của Vinomotion Park 1 so với cái thời điểm đáy ấy, thì bây giờ nó đã loanh quanh đâu đó tầm khoảng x3 của chị nhá. X3 kể cả liền kề thì giá gốc thời điểm đầu tiên nó rơi đâu đó tầm khoảng 6 tỷ thì bây giờ nó rơi tầm khoảng 18 tỷ. Song lập thì loanh quanh tầm khoảng 10 tỷ, 10 tỷ rưỡi thì bây giờ nó loanh quanh tầm khoảng 30 tỷ. Đấy, nó cũng tùy đấy, cũng có những cái sản phẩm nó loanh quanh tầm khoảng 27 28 tỷ. Nhưng mà ví dụ đơn lập thì loanh quanh ví dụ Hải Âu 1 đi thì thời điểm ban đầu nó rơi tầm khoảng 30 tỷ, 30 33 tỷ thì bây giờ nó loanh quanh tầm khoảng từ 65 đến 90 tỷ đến 95 tỷ. Đấy. Hoặc là những cái căn ví dụ như càng những cái căn càng góc thì cái tỷ suất lợi nhuận nó càng cao chị nhá. Ví dụ như cái căn góc mà ví dụ như là ở sau biển đi, ví dụ như một căn sau biển thì giá những cái căn góc đầu tiên nó không không có cao đâu. Ví dụ những cái căn thường thì nó rơi tầm khoảng 10 10 tỷ rưỡi thì những cái căn góc nó rơi tầm khoảng 13 tỷ đến 14 tỷ. Đấy, 13 tỷ thì bây giờ những cái căn 13 tỷ bây giờ người ta đang bán tổng khoảng 33 tỷ và đến 35 tỷ 37 tỷ. Đấy, có những căn vị trí đẹp thì nó phải rơi tổng khoảng 40 đến 50 tỷ. Còn ví dụ như là ở Ngọc Trai 1 đi thì định đang chính ở Ngọc Trai 1 thời điểm ban đầu loanh quanh là 55 tỷ thì bây giờ đang tổng khoảng 130 tỷ. Đấy. Trung bình hiện tại nha chị nhá, đơn lập ở Vinomotion Park 1 thì những cái căn càng góc thì nó ít tầm khoảng x5 đến tôi gọi là x5, x4 đến x5, còn những cái căn mà thường thì là x3. Đấy, ví dụ như kể cả ở bên Ngọc Trai đi thì những cái căn 288 mét thì thời điểm ban đầu rơi tầm 18 tỷ, 18 tỷ rưỡi. Thì bây giờ đang bán loanh quanh bây giờ rẻ nhất đang rơi bán là rơi tầm khoảng 55 tỷ. Đấy, cho một cái căn là 297 mét đấy. Thì thời điểm đầu nó rơi tầm 19 tỷ thì bây giờ đang là 55 tỷ. Đấy là cái căn rẻ nhất đấy, còn các hầu như thị trường nó đang bán là 60 tỷ rồi. Đấy, những căn đây là đang rẻ nhất và Thiên Định đang thấy rằng giá cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể mua. Ở đây là sao biển 11 này. Trục đường sao biển 11 đây cũng có cái căn cạnh góc này gọi là họ đang bán này. Cạnh góc đang bán mức giá là 38 tỷ cho một căn 150 mét cạnh góc gần quảng trường đây chị ạ. Đây là quảng trường Cá Voi đây. Lúc nãy chúng ta đi mặt kia thì là đi thẳng là không thấy được mọi người vào chơi, nhưng mà đây chúng ta nhìn thấy không ạ, mọi người vào chơi rất là đông nhá, tại vì chủ nhật mà. Đấy, chủ nhật mọi người vào chơi rất là đông. Giá cả thì Thiên Định thấy được rằng là đợt này là cái thời điểm nó chậm phải được tầm khoảng một tháng này rồi đấy, giá không tăng mọi chị nhá, không tăng nhiều. Đấy, đối với Ocean Park 1 giá không tăng, như Ocean Park 2 thì giá cũng gọi là so với cái mức giá chiết khấu mà nếu như thì gọi là cũng giảm hơn. Đấy, với Ocean Park 2 không tăng. Thiên Định nghĩ rằng cái gọi là cái giá thị trường như này nó sẽ kéo dài đến hết tháng Ngâu mọi chị ạ, và qua tháng Ngâu thì giá bắt đầu dục dịch tăng, cho nên thời điểm bây giờ là mua hợp lý. Còn nếu như qua tháng Ngâu tầm tháng 8 đổ đi ấy, thì khả năng thì nó sẽ có sự thay đổi và giá nó sẽ gọi là có sự tăng tăng dần đến cuối năm. Đây là cái phân tích và cái suy đoán thôi, còn cũng có thể là nó có nhiều cái gọi là cái yếu tố khác, tại vì thực ra là qua cái luật đất đai mới được đi vào áp dụng vào ngày từ ngày 1 tháng 8 thì bắt đầu nó sẽ có những cái sự thay đổi, thì khi đấy chúng ta dần dần chúng ta mới mới thấy cái sự thay đổi theo các cái chiều hướng được, có thể là tăng hoặc giảm. Đấy. Thực ra là Thiên Định đánh giá là nó có thể là tăng tăng nhích lên là có, tại vì thực ra Thiên Định cũng phải đánh giá luôn bây giờ nếu như mà cái luật nó ra, đặc biệt là Thiên Định đang thấy được rằng là cái yếu tố nó quan trọng nhất là bây giờ gọi là không cho bán những cái sản phẩm gọi là hình thành trong tương lai đấy, mà chúng ta bắt buộc là chúng ta không được kiểu như là không được kiểu như là mua với cái kiểu như là hỗ trợ vay ngân hàng, và chủ đầu tư cũng vậy,
bắt buộc là phải hoàn thiện cũng như là dự án xong mới được bán. Thì thực ra bây giờ nhìn đi nhìn lại thì chắc có mỗi Vingroup có thể là tài chính gọi là mạnh, gọi là hoặc là Sun đi, Sun Group là những cái đơn vị có cái tài chính mạnh để có thể là triển khai dự án và xây dự án lên để bán. Thì thực ra chúng ta có thể nhìn thấy được là nó sẽ có tính khan hiếm trong cái việc gọi là sản phẩm. Không có nhiều sản phẩm để bán ra thị trường, chủ đầu tư cũng thanh lọc hơn. Khi không có nhiều sản phẩm thì những cái sản phẩm mà nó uy tín như của Vin thì nó sẽ được lên ngôi. Đấy, và chắc chắn nó sẽ có giá trị và cái giá trị của nó sẽ là bền vững. Đấy. Và cái quan trọng hơn nữa là nó có luật là cho phép người nước ngoài, đúng không ạ? Cho phép người gọi là người Việt kiều. Đấy. Người Việt Nam định cư nước ngoài được phép sở hữu bất động sản, thì chắc chắn cái lượng kiều hối về đầu tư cũng như mua bán tại gọi là tại Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những cái khu đô thị nó có đầy đủ những cái tiện ích như này, nó sẽ gia tăng nhiều hơn. Đấy, trước đấy thì cũng đã có rồi, người nước ngoài người ta mua người Việt kiều người ta mua cho gọi là cho bố mẹ anh em đứng tên, nhưng bây giờ là người ta gọi là thoải mái hơn. Đấy, người ta sở hữu được tên của người ta thì người ta chắc chắn hơn. Đấy, thì khi đấy gọi là mọi người sẽ mạnh tay đổ tiền về hơn và sẽ sở hữu nhiều bất động sản trong nước hơn. Nhưng mà nó cũng có một cái là có một số các cái nó sẽ làm cho thị trường bất động sản nó sẽ gọi là đấy, nó sẽ có chiều hướng tích cực và tiêu cực. Nó sẽ làm cho thị trường bất động sản đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy được là nó sẽ có sự tăng và sự giảm nữa. Thì gọi là nó có một số các cái điều khoản đấy, thì chúng ta phải hiểu rõ về các cái gọi là, hoặc là thiên định phải ngồi một hôm thiên định phân tích tất tần tật chi tiết luôn, nhưng chúng ta biết được rằng là nó có thể là cái gọi là cái tăng nó sẽ áp mạnh so với cái giảm, thì nó vẫn có thể thị trường nó vẫn tăng, gọi là chúng ta đấy. Hôm nay thì đây ở bên phải là chúng ta có Master Drive này là dự án rất là cao cấp cho chị nhá. Chủ đầu tư hiện tại đang ra cái khu vực Hawaii, các cái tòa như là khu vực này là các cái tòa H này, thì hiện tại rất nhiều khách đang xem. Thì nếu chúng ta mà quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định nhá. Thì có thể là chung cư thì Thiên Định không bán, nhưng mà hiện tại những quầy hàng đặc biệt là những cái sản phẩm Master Drive này, Thiên Định vẫn có thể lấy hàng cho anh chị chúng ta giá cực kỳ hợp lý. Đấy, hoặc là có những cái suất căn bán gọi là bán giá gọi là giá chủ nhà đưa ra. Thời điểm này cũng có những chủ nhà người ta đưa ra những cái căn rất là đẹp nhờ Thiên Định bán. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn các chị đã theo dõi video. Bây giờ Thiên Định cũng phải gọi điện lại cho khách xem là có xác định xem có qua hay không. Không qua thì chúng ta đi thể dục thể thao thôi. Hôm nay cũng rất là mệt rồi. Nói chung là thời tiết rất là nồng và nóng của chị ạ. Phải nói là sau 2-3 hôm thời tiết mưa bão thì quay trở lại thì thời tiết bây giờ nó rất là nắng nóng luôn. Ok, Thiên Định xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ra những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.